ra thì như vậy bác nói là nó cũng đã có nhiều tài liệu, nhưng mà cái giải Khăn Xô của Huế, giải Khăn Xô cho Huế của Nhã Ca nó vẫn là một cái, cũng như bác vừa nói đấy, vẫn là một cái thứ vũ khí mà người ta dùng để chống lại đó. Sự thật. Cháu xin hỏi thêm bác một câu nữa là khi mà ở Huế sau cái sự kiện Bồng Thân ấy thì ngày nào hàng ngày sau đấy thì bác đi lên rừng hay bác ở lại? Bác rút ra hay là bác ở lại? Khi ra chiến dịch Bảo Thắng là tôi ở tới người cuối cùng. Tôi ở là một vì bởi vì là tôi có cái hồi trẻ là tôi rất là lanh lợi. Cái thứ hai là quen thuộc. Cho nên cuối cùng lại ông Lê Duẩn được chủ trương là đánh đợt hai và đề nghị ở lại, thì họ chọn 6 người ở lại thì tôi phụ trách 6 người đó. Còn một ông thành ủy dẫn cái đoàn của tôi lên rừng thì đi không biết đường, đi lên trên đó là trời sáng rồi mà đi ra giữa trán mà pháo tàu nó bắn mới chết hết. Và tôi được lại thì tôi khi đó thì tôi lại lên không đánh được hai nữa là tôi lên lại. Mà lên lại thì tôi đạp đường tôi đi chứ tôi không có đi đường chính, để cho nên là không có sợ là hồi nó đường rừng là tôi là quen lắm. Thời tôi ở Đà Lạt là tôi ở trong rừng mà. Thành ra là tôi lên rồi và chịu đựng trong những năm tháng đó. Có thể nói là sống như người như đồ đá. Do đó mà ở dưới này người ta tuyên truyền mấy năm trời, suốt mấy năm trời đó, cái bộ máy chiến tranh tâm lý của miền Nam và của Mỹ, thì tất cả những cái đó họ nói một chiều, họ nói một mình có cái gì cãi lại hết. Cái thứ hai, cũng nói thật với anh chị, cái giáo dục của mình, cái đào tạo của mình ở miền Bắc để mà đối phó vấn đề này là hoàn toàn không đủ sức. Ngoại ngữ không biết nắm hết tất cả tình hình, mình chỉ nghe một chiều. Cho nên cái chuyện Bảo Thân là về phương diện tuyên truyền là mình thua hoàn toàn. Cho đến giờ này mình thua. Để nói lại với quý vị như vậy. Cũng rất là khổ. Một cái sự kiện như thế, một cái sự kiện lớn mà làm cho Mỹ phải thay đổi hẳn ý đồ chiến lược. Và thậm chí có thể nói là ngay từ cái kết quả của cái chiến dịch Mậu Thân là người Mỹ đã bắt đầu có ý định rút khỏi miền Nam, nhưng mà lại bị một cái chiến dịch tuyên truyền ngược như vậy. Và với những cái tuyên truyền bây giờ thì người ta nghĩ về Huế là những cái trận thảm sát. Cháu muốn hỏi bác một câu, những người mà bị thiệt mạng trong cái những cái ngày Mậu Thân ở Huế thì trừ cái binh lính hai bên Việt Nam Cộng Hòa và bên ta ra, thì còn lại là những người dân thường thì chủ yếu là họ bị thiệt mạng vì nguyên nhân gì vậy? À, cái này á là phải trong thực tế á mới trả lời được. Tôi không biết cái con số đó, hiện nay tôi cũng có cái tài liệu về Mậu Thân, tôi có một bộ hồ sơ. Mà bộ hồ sơ đó là của miền Nam, chứ không phải là của miền Bắc đó. Miền Bắc mình mà thật sự viết là bị về chiến tranh về phía mình thì đúng, nhưng mà viết về phía địch là không đúng. Thành tôi có cái bộ hồ sơ này, thành cái lượng người mà ở Huế mà chết á, mà họ đào lên được á, là nó có những cái việc như thế này. Cái thứ nhất là tôi đã trả lời, tôi hỏi họ, không ai trả lời cho tôi. Người Mỹ đã, cái chữ mà ngày xưa hay tuổi đây hay dùng là raze, là làm cỏ đó, là coi như tàn sát hết cả 80% thành phố Huế là nát. Thì cái người dân Huế đó họ chạy đi đâu? Họ chạy đi đâu? Cái việc thứ hai, việc thứ hai mà người mà người ta đào lên đó, nếu một người Mỹ và một người Việt Nam mà họ đào lên đó, thì họ phân biệt cái Mỹ thì chắc chắn là một ngày chiến tranh, hai là việc cảm giác rồi, họ có thể phân biệt được. Còn người ví dụ như tôi chết với một người Việt, một giáo sư nào đó hay là một người nào dân đó, thì họ có biết tôi là Việt Cộng không? Cho nên bao nhiêu cái người chết ở đó, biết bao nhiêu cơ sở chết, mình mấy trung đoàn là chết hết. Chôn ở đâu? Chôn ở đâu? Thì cũng chôn dọc đường lấp xuống đó hết. Bây giờ anh khiêng lên hai người đều là Việt Nam,
mà áo quần rách rưới hết rồi, áo quần tan nát hết rồi, không là người Việt Nam hết. Thì ai là Việt Cộng mà ai là Huế? Không thể phân biệt được, không thể phân biệt. Cho nên cái con số này giàu cho có ai đưa ra nữa. Nhưng có một người nào Việt Cộng chết ở thành phố đem ra ngoài không? Không có, chết trong đây hết. Thì mấy vạn người, mấy ngàn người đó, con số tôi không biết. Ít nhất trong đó là tôi có mấy sư đoàn của tôi trong, có mấy ngàn người ở đâu? Thì chưa ai trả lời, chưa trả lời câu đó. Và chỉ nói một chiều, chỉ nói một chiều. Cái thứ ba, họ cho là Việt Cộng vô đây chiếm đóng thành phố Huế, mà Mỹ tới đây đó. Ví dụ là Mỹ tới đây, thì nếu mà Việt Nam Cộng Hòa, giữa Việt Nam Cộng Hòa và miền Bắc giống nhau là như Nam Bắc phân tranh ngày xưa thì mình không nói rồi. Đây rõ ràng là lính của Việt Nam Cộng Hòa là chỉ là lính theo lệnh của Mỹ. Thì giữa việc người miền Bắc đánh Huế và Mỹ đánh Huế thì anh đứng về phía người nào? Thì cho nên anh không thể nói là miền Bắc với miền Nam được. Anh không thể nói chứ miền Bắc của Nam. Cái cuộc chiến tranh Mậu cho tới năm 1975 là kết thúc của 90 năm từ khi ông Bùa Nghi ra đi. Rồi Văn Cần Vương không được, rồi Văn Thân không được, rồi tới Quan Phục Hồi không được, tới Phan Bộ Châu, Văn Chu Trinh, rồi ông Nguyễn Thế Học, cuối cùng ông Hồ, ông chiếm được cho tới năm 54 là ông chiếm được nửa nước, và lần lần đẩy tới 75 được kết thúc 90 năm. Thì cái người miền Bắc đó, họ ở trong đó, người miền Nam là họ tiếp tục cái công việc của cha ông để lại, và kết thúc năm, nó từ năm 75 á, là nó đã trải qua kết thúc đó, nó trải qua ít nhất 12 năm. 12 năm là gì? Nếu miền Bắc chống miền Nam mà còn ông Ngô Đình Diệm thì còn lâu, không bao giờ chống đổi. Bởi vì bên này nó có một cái số tiền viện trợ rất lớn, mà họ tổ chức một cái chính sách chống cộng cực kỳ là hiệu quả. Nhưng khi Phật giáo nổi lên, họ bất ngờ. Chính quyền Ngô Đình Diệm bất ngờ, không đối phó được, mà lại trúng cái anh Mỹ, anh thấy cái đó nữa. Rất. Khi chính quyền thiệu Ngô Đình Diệm rớt rồi á, thì tất cả 12 năm suốt đó là đô thị miền Nam run run rối loạn, và ở nông thôn giải phóng mới bắt đầu khởi. Từ cái 66, cái 68 là bắt trước cái 66 mới có cái Mậu Thân. Rồi như chị nói, có Mậu Thân mới có Hiệp định Paris. Có Hiệp định Paris mới có Hiệp định Paris. Có Hiệp định Paris thì Mỹ mới rút, và 75 mình mới lấy được. Cả dân tộc, cả bên Mỹ, ở Berkeley, nó Đại học Berkeley nó bây giờ nó mới hội thảo đó. Mỹ, dân miền Nam đô thị, Phật giáo, rồi có những cái lực lượng về binh vận của mình nữa. Ông Dương Bưu Minh, ông biết với đầu hàng. Qua câu chuyện của bác cũng như quan điểm của bác vừa trao đổi, thì cháu cảm nhận được một điều là đây là thành quả của cả một quá trình đấu tranh của dân tộc, của dân tộc qua các thời kỳ. Bác cho cháu hỏi thêm một điều nữa. Sau 75 và cho đến bây giờ, thì có bao giờ bác nghĩ lại và bác thấy là mình có sai lầm khi đã ủng hộ cách mạng, đi theo những người cộng sản không, thưa bác? Nếu xảy ra lại tôi vẫn theo. Bởi vì chỉ có theo cộng sản lúc đó thì mới tôi có thể nói là trong chiến tranh, không phải đảng cộng sản lãnh đạo thì không chịu nổi cái sự ác liệt của cuộc chiến tranh dữ dội đến như vậy. Và tôi qua bên Mỹ tôi nói mấy anh thua là đúng, mấy anh thua là đúng, ngoài đúng cái sao. Tôi nói bây giờ trong nhà tôi này, ba anh em
Ông anh tôi là trung úy cảnh sát. Thằng em tôi á thiếu úy ở Thủ Đức. Tôi ở Việt Cộng. Chứ á mà tôi đi về nhà tôi á thì bà mẹ tôi á bà sẽ là lo lắng cho tôi ăn uống, bà đưa tiền đưa bạc gì đó rồi đưa vải vóc gì đó lại để cho tôi đi. Thấy chưa? Và ngày mai bà sẵn sàng, bà đem cái tờ truyền đơn của tôi bà rải ngoài chợ. Bây giờ hai thằng con bà kia thằng ngon lành đi về nhà. Thấy chưa? Thì bà cũng tiếp xếp, và vì hắn có đủ phương tiện, cái thằng này nó đi chân đất, nó mặc quần đùi, còn thằng kia đi về cái xe rép đậu cái ở dưới đó, rồi còn đi bô lộp cộp bô trong nhà, quay súng đeo bên cạnh rồi này kia, còn cái thằng này về như là cái chung ở trong hàng rào đi bô. Thì bà thương tôi. Thì bây giờ anh bô đó, anh biết bà đó là Việt Cộng hay là quốc gia, anh làm sao anh biết được? Thì anh phải thua thôi. Còn á, trong chiến tranh Việt Nam, đây là nhận định của tôi, bao giờ mà mặt trận giải phóng dàn quân ra đánh với Mỹ là thua. Là cái vụ Quảng Trị là một cái tấm gương. Nó sợ mình là mình đánh trộm, đánh như Mậu Thân đánh. Nếu Mậu Thân 3 ngày mình rút ra thì trời ơi, cái cuộc thắng lợi đó là không thể nào mà được. Không chết, không chấp, không kia ấy. Mình chơi 26 ngày đêm ra hết. Ông Lê Khả Phiêu dắt quân bô, trung đoàn nó bô là tôi phải đi lo gạo cho ông. Lo gạo cho quân ông, mà gạo đâu nữa. Một đứa ăn, một ngày ăn một cục cơm bằng cái trứng vịt. Nói như thế, đó là một sự sai lầm. Một sự sai lầm. Nếu 3 ngày mà rút ra thì thôi, là tụi nó thật kinh hết, nghĩa là nó khiếp đảm. Sáng mai họ mở cửa ra thấy Việt Cộng chạy lập đặt ở trên đường phố, chạy hết khắp hết. Như ma mà hiện ra như vậy. Một cái đó nó chấn động hết. 6 ngày thì nó bị tỉnh lại. Lúc đầu tôi tưởng chắc là Việt Cộng với mặt trận giải phóng với là Mỹ đã có thương thuyết với nhau rồi, cho nên là yên lặng. Thế không phải. Hắn bất ngờ quá, không thể hiểu nổi cho hắn chả phải gì. Tôi chạy hết. Thì cho nên đó, để nói lại với chị, là Mỹ nó thua không phải là trận địa chiến. Đời nào nó ngồi ngoài bờ xe, ngoài tàu, ngoài hầm đội 7, ngồi nó vừa uống rượu, nó ôm đàn bà, nó bắn một cái mẹ vô trong mình chết cả. Mà nó bắn rất chính xác. Tôi ở trong chiến trường tôi biết. Tối tôi nhen một bếp lửa thôi, bắn đúng cái bếp lửa đó. Nói với chị như vậy chứ đâu phải thương. Một cái mặt khắp thế giới mà mình mà đánh hơn cái thằng Mỹ như vậy thì ghê gớm lắm chứ. Mà mình đây là mình làm, mình cũng đem bao nhiêu sư đoàn, bao nhiêu, không nghĩa lý gì đâu với Mỹ. Không nghĩa lý gì đâu với Mỹ. Nhưng mà đột vô, tôi nói đặc công bằng đánh vô bao nhiêu trận. Tôi đi hồi nhà báo là tôi đi theo anh em, nó hoang mang, nó sợ hãi, không khiếp đảm. Nó cái tinh thần của anh. Đấy, để nói lại cái quan điểm của tôi như vậy. Từ một thanh niên, sinh viên, và với một cái hướng đến một cái công bằng, mà bộc phát lên cái tinh thần phản kháng đối với chế độ Sài Gòn, thì bác đã đến với phong trào đấu tranh sinh viên, và thậm chí là còn là người lãnh đạo của cái phong trào đấu tranh của sinh viên. Thì từ đó thì bác có nhớ, hay là bác có thể chia sẻ là những cái người đầu tiên mà dẫn dắt bác đến với cách mạng không ạ? Cái người đầu tiên dẫn dắt tôi cách mạng á, thì tôi cũng nói thiệt với chị, cái lúc đó tôi trước khi tôi đi kháng chiến á, là tôi tinh thần trung lập, và trung lập đó tôi là tuy rằng trong chống Mỹ để hòa bình, chứ không phải bắt thua hay nam thắng, hay là nam thắng bắt thua, mà anh em phải ngồi về với nhau. Cho nên tôi viết những cái bài thơ, có bài thơ là tôi về làng tôi vừa đêm qua đánh một trận ở trong làng, mà người đánh một trận thì bà con trong nhà, trong làng với nhà hai anh em, tôi về tôi làm bài thơ chuyện hai người lính ở chung một làng cùng đi giữ nước Việt Nam. Bây giờ chỉ có thể là tôi mở ngay khách ly nó hát cho chị nghe liền lập tức. Cho nên tôi đi theo cái con đường đó, là cho nên ở bên Mỹ họ có mời tôi qua đọc một cái báo cáo gọi là phong trào văn thơ âm nhạc
vận động hòa bình những năm 64-66 tại miền Nam Việt Nam. Phong trào văn thơ âm nhạc vận động hòa bình những năm 66, mà cái người mà tôi theo đó là thiền sư Thích Nhất Hạnh. Và cho đến bây giờ, cho đến giờ này, và cái tinh thần là anh Phạm Duy phổ nhạc của tôi, thơ của tôi và phổ nhạc thơ của thầy Nhất Hạnh. Và ở đây có một anh là Thái Luân, anh là trung úy Việt Nam Cộng Hòa, nhưng anh cũng làm thơ hòa bình đó. Thì cái lúc đó là rất nổi tiếng. Do đó mà William Rodney Center của trường đại học Massachusetts đó, là mời tôi qua để mà tôi báo cáo về chuyện này. Cho nên tôi mới nói cái chuyện Mỹ thua là như thế đó. Hồi nãy tôi kể với chị là trong cái dịp đó là tôi là hòa bình. Cho nên bây giờ tôi vẫn nghĩ cái tinh thần của tôi hiện nay bây giờ là phải buông bỏ cái hận thù, bởi vì dân tộc mình đâu một nhà chứ không phải là xa xôi, một nhà chứ không phải là người Bắc người Nam đấy, một nhà anh em với nhau. Mà tại sao bây giờ mình bắt tay với Mỹ, mình bắt tay người này bắt tay người kia, mà anh em mình cứ thù hận thôi anh em? Và tôi cũng nói thêm với chị, cái này tôi đã làm năm 1987, tôi làm cho thành ủy một quyển sách gọi là Huế Xuân 68. Thì cái người mà chỉ huy cái cuộc đấu tranh đó là ông Lê Tương Minh. Ông Lê Tương Minh cũng chỉ huy chuyện đó. Và sau viết cái hồi ký ông về chuyện Mậu Thân, ông nhận rằng trong cái Tết Mậu Thân mình có nhiều sai lầm. Và ông nói rất rõ, sai lầm một người sửa một người, sai lầm 10 người sửa 10 người, sai lầm 100 người sửa 100 lần, và mình có lời xin lỗi thì dân chúng sẽ là thông cảm và điều đó mình. Hiện nay tôi cái việc này là Phật giáo, anh phải làm những trai đàn chẳng tế. Mà thầy Nhất Hạnh về đây làm rồi, nhưng mà họ không chấp nhận, cho nên nó không có vang tiếng đó. Vậy anh em làm những trai đàn chẳng tế để mà mình đái tội nếu mình có sai lầm. Trong chiến tranh là sao không sai lầm, mà sai lầm đó là mình xin lỗi, mà không phải xin lỗi người, mình xin lỗi những cái vong linh đó. Còn không thì cái hận thù này kéo dài, tội cho con cháu mình, tội cho con cháu mình, nó phải đứng, nó ngồi lại, nó nói ba mày là biệt kích, ba mày biệt cộng, đồ tể Mậu Thân. Tôi lấy ví dụ như thế. Rồi cháu hắn cũng sẽ nói như thế là tội. Mà đất nước mình, mà đất nước của mình bây giờ đã hội nhập, đã như thế này, mà mình không làm cái việc này, mình không làm cái việc này là mình lại là có tội. Bởi vì sao? Bởi vì những người chiến sĩ của mình đã bảo vệ đất đã chết, để họ thấy một cái nước độc lập, họ thấy một cái nước mà hòa bình, một cái nước thân thiện, nhân bản, thương yêu nhau. Chứ họ không muốn cái đất nước để mà hận thù kéo dài để như thế này, nếu mình không làm, theo là quan điểm của tôi. Trong câu chuyện của bác thì bác có nói là mình có những cái sai lầm. Theo bác, sai lầm đấy cụ thể là gì? Sai lầm, tôi kể cho chị một chuyện, mà cái này tôi có viết á. Khi mà tôi đi đánh đấu thì có một cái ông là tên ông Lê Quang, ông chụp ảnh rất giỏi, cho nên đôi khi đi chụp ảnh rất nguy hiểm, nhưng ông ghi cho được những cái phong trào tranh đấu đó. Thì một đêm Tết Mậu Thân gần cửa Thường Tứ, cái tự nhiên có một cái đoàn người bắt, một cái đoàn người trói, để tôi thấy có một cái ông bị đó ra, cái động cái ngắt ngắt này, bắn cái một chỗ lên, tôi thấy cái tóc ông đằng sau nó dài dài, tôi chạy ngược lại tôi quay, tôi thấy ông Lê Quang, tôi hỏi cái ông Hải, ông trưởng đoàn đó là hỏi là vì sao anh bắt ông Lê Quang. Ông nói ông Lê Quang này là trong nhà ông là báo cho địch ở trong măng cá bắn ra ở đây đó. Tôi nói tầm bậy, ông Lê Quang ở ngoài đường Trần Hưng Đạo mà ngoài nó tan nát hết rồi, ông chạy vô đây với ông, nhà ở đâu đây mà ông phương tiện đâu mà ông làm cái việc này. Có thả ông ra thì chỉ biết sau đám cưới, sau 75 đám cưới, hai vợ chồng tôi đám cưới hồi nó nghèo lắm, ăn kẹo.
ông chụp cho vợ chồng tôi một cái bộ ảnh, mà trong đó đặc biệt mà kho ảnh bây giờ rất quý, là qua bữa đó là Trịnh Công Sơn tới hát những cái bài bạn mình có vợ, bạn mình được đi về có vợ, bạn là bây giờ đó đưa lên internet nhiều, đó là ông Lê Quang đó. Vì có những họ báo sai lầm, báo sai thì giết lầm thôi. Thứ hai, cái báo sai cái thứ hai bây giờ nó chưa tập thể, như Victor Hugo mà làm thơ mà nhiều cái buổi chiều là cái buổi chiến trường ra bao nhiêu người chết đó thê thảm, rồi gọi là nhiều chó mèo gì chó nó ra nó gặm người đó, chiến tranh nó như vậy. Còn bên này là có một cái lỗ là gọi là bom á, thì cứ dập xuống đó, cả ta cả địch gì xuống đó hết, cả người chết thì cho xuống đó thôi, thì chung tập thể, thì chung tập thể. Và do đó không thể nào mà anh bảo đảm là anh nói đúng hết. Cái vấn đề là anh phải biết cái sai của anh. Còn cái chuyện mà báo để mà bắt làm, nếu không có tôi là ông Lê Quang chết rồi. Mà ông Lê Quang chết thì, và nhiều người, tôi nói chỉ nhiều người ở bên giáo hội, trước khi họ chết họ giơ tay Hồ Chí Minh muôn năm. Bởi vì họ là cơ sở, cách mạng về họ không dám ra, họ ra bãi lộ làm sao họ hoạt động tiếp. Thì anh em mới bị bắt đó thôi, chứ anh chỉ có bắn anh để nói anh là ví dụ như là làm cái gì cả, ngụy quân ngụy quyền, mà anh làm cái chức gì trong ngụy quân ngụy quyền thì mà anh không ra tham gia, mà ngụy quân ngụy quyền nó thì tiêu thôi, thì đó làm sao không sai lầm được. Có nhiều chuyện tôi nói, tôi vô tôi thăm ông chú tôi ở Thành Đội, Nguyễn Duy Khác là ông hiệu trưởng trường Hàm Nghi, anh ruột của ông, hai ông anh của ông mà bắt, một ông là phụ trách về ngoại thương là Nguyễn Duy Ngộ, một ông là Nguyễn Duy Di là thiếu tá là công an, họ đi vô đây và bị bắt và đi Côn Đảo, ông lại út ở nhà ông hiệu trưởng trường Hàm Nghi. Tôi vô tôi thăm ông, tôi phải mà khi thăm cha chú cháu gặp rồi á, là khi mà đợi đấy là la cho một trận, chú ở nhà chú như thế này thế kia, tôi la để nói để đóng một cái vở kịch để cho hợp pháp. Cũng như nhiều người sau này nhà họ la bị giết, là bị bên miền Nam này giết, bị bom đạn chết, nhưng mà họ vẫn tới họ khai là bị Việt Cộng giết để họ được thưởng được này, để cho họ an ninh. Cho nên những chuyện đó đã có ai làm đâu, sang năm là 50 năm rồi. Cho nên chuyện này tôi đau đớn vô cùng, nhưng mà tôi thật sự tôi trách các cơ quan, tôi không bao giờ nói một chiều hết. Tôi nói theo quan điểm của tôi, còn trúng trật trên đó thì không sao, nhưng tôi thấy tôi nói tôi suy nghĩ của tôi với phương pháp xử của tôi thì tôi nói như vậy.